Bức ảnh do nhiếp ảnh gia Thomas Franklin của hãng tin AP chụp ngày nào đã trở thành một tượng đài về tinh thần bất khuất của người Mỹ trước chủ nghĩa khủng bố toàn cầu. Song tung tích của hình tượng chính trong bức ảnh là quốc kỳ của xứ cờ hoa này vẫn là một ẩn số. Lá cờ đó là một điều kỳ diệu. Trong suốt ngày đầu tiên, chúng tôi không tìm được bất kỳ người nào còn sống sót trong đống đổ nát. Lúc đó mọi người đã vô cùng tuyệt vọng. Thế rồi khoảng 2 ngày sau, khi nhìn thấy bức ảnh cùng lá cờ đó, chúng tôi cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh và hy vọng vậy. Hưởng ứng lời kêu gọi của hãng tin CNN, hàng trăm người dân đã gửi thư về. Trong đó, nhiều người khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng mình đang sở hữu lá cờ huyền thoại. Song sự thật thì vẫn cần nhiều minh chứng hơn. Ví dụ như lá cờ của một cặp vợ chồng từ California này, nhìn qua đã thấy nó quá to so với lá cờ chúng ta đang tìm. Tôi nghĩ sẽ thật tuyệt nếu chúng ta tìm thấy lá cờ gốc. Nó như một sự liên kết về mặt tinh thần giữa người dân Mỹ với quá khứ và câu chuyện của ngày 11 tháng 9. Trong khi đó, người dân tiếp tục gửi về nhà đài những gợi ý để tìm ra lá cờ mất tích. Một thanh niên thậm chí quả quyết rằng lá cờ đang nằm tại trụ sở của Cục Tình báo Trung ương Mỹ CIA. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, khả năng là không cao bởi lá cờ này có viền màu vàng và bị rách ở nhiều góc, trong khi lá cờ gốc không như vậy. Theo một số nguồn tin khác, lá cờ lại đang nằm tại trung tâm nghiên cứu Johnson của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ NASA ở thành phố Houston. Theo đó, một phụ nữ đã khẳng định với CNN rằng chính tay chồng mình đã cầm lá cờ ở trung tâm thương mại khi đó về cơ quan và lưu giữ. Hiện các chuyên gia cho biết vẫn chưa tìm ra được lá cờ gốc và kêu gọi người dân tiếp tục gửi thông tin về địa chỉ findtheflag@cnn.com. Jason Carroll, CNN, New York.